Chào mừng các bạn đã đến với channel S-Pen Sentai. Video này các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về thế lực phản diện của series Jiren Sentai Kyuubi nhé. Nào chúng tôi cùng bắt đầu. Debot Army hay quân đội Debot là một đám quái vật có nguồn gốc từ ngoài hành tinh và điều đặc biệt là chúng đều được sinh ra từ các tế bào của tên thủ lĩnh của chúng. Đó là Dark Species Debot. Hắn chính là phản diện chủ đạo của chiến đội Kyuubi và là một dạng sống tối thượng được tạo ra bởi một thực thể không gian khác, đó là đấng tạo hóa Devious. Mục đích cuối cùng của tên thủ lĩnh Debot là thu thập tất cả các kiến thức trong vũ trụ để trở thành một vị thần tối cao và phá hủy tất cả các hành tinh khác nhằm ngăn chặn những kẻ có thể tiến tới cấp độ của hắn ta. Sau đó, Dark Species Debot đã tạo ra hai vị tướng để làm sứ giả cho mình, đó là Bách Diện Thần Quan Cao Sư và Ma Kiếm Thần Quan Todin. Hắn cử hai người họ tới trái đất để tiêu diệt các dạng sống ở nơi đây. Thời điểm đó là trái đất đang ở trong kỷ nguyên trung sinh Mesozoic ở hàng triệu năm về trước. Đây cũng là cái thời đại mà giống loài khủng long đang sinh sống rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi chứng kiến trước cảnh vật thiên nhiên trong lành và các loài khủng long ở nơi đây, Ma Kiếm Thần Quan Todin đã rung động, để rồi trái tim của ông đã hướng về công lý và tràn ngập một thứ cảm xúc mà ông gọi đó là sự dũng cảm Brave. Và vì vậy, Todin đã quyết định phản bội lại quân đoàn Debot và bảo vệ mọi thứ còn hiện hữu ở trái đất khỏi sự tận diệt của chúng. Để có thể làm được điều này, Todin đã sử dụng sức mạnh của ông và biến đổi 24 con khủng long mang giống loài khác nhau thành những thực thể mang sức mạnh to lớn và ông gọi đó là các thú điện trì Yudenryu. Sau đó khi hay tin, tên thủ lĩnh Debot đã đích thân tới trái đất và hợp sức cùng tên tướng cao sư để trừng trị kẻ phản bội Todin. Vậy là một cuộc chiến kinh thiên động địa đã xảy ra tại nơi đây. Trong cuộc chiến, thủ lĩnh Debot đã tiêu diệt tổng cộng là 13 Yudenryu hộ vệ. Nhưng sau đó, hắn ta đã bị đánh bại và trọng thương nghiêm trọng bởi một đòn tấn công phẫn nộ từ một Yudenryu thủ lĩnh, đó chính là Bragigas. Để rồi cơ thể của hắn buộc phải chuyển sang trạng thái không hoạt động, giống như thực vật hay còn có tên gọi là lâu đài băng giá. Sau này, nó đã trở thành căn cứ hoạt động của đội quân Debot. Nhân cơ hội, Todin đã phong ấn hắn dưới đáy biển Nam Cực. Sau cuộc chiến, ông cùng các Yudenryu còn sống sót đã ẩn mình ở lại trái đất nhằm bảo vệ và đề phòng những mối nguy hại có thể xảy ra. Còn tên tướng cao sư thì lại may mắn sống sót và âm thầm hoạt động để chờ ngày báo thù. Trong một số sự kiện nhất định ở lịch sử nhân loại, hắn đã sử dụng các tế bào của tên thủ lĩnh Debot nhằm tạo ra vô số những tên tướng dưới trướng của hắn để phục vụ cho những kế hoạch trong tương lai. Cho đến thời điểm sau này là năm 2014, lâu đài băng giá đã bất ngờ được cao sư giải phóng ra khỏi những tảng băng. Mang cho mình một mối hận thù to lớn với Torin, cao sư đã quyết tâm thực hiện kế hoạch xâm lược trái đất một lần nữa với âm mưu thu thập linh hồn của con người để nhằm hồi sinh cho tên thủ lĩnh của mình, hơn hết là tạo ra một kỷ băng hà mới. Và để có thể tăng thêm và chắc chắn cho kế hoạch, cao sư đã tập hợp được các vị tướng phục vụ dưới trướng của hắn. Lần lượt là nội chiến kỵ Dogorido, ai chiến kỵ Aigaron, khí chiến kỵ Kiandedida, oán chiến kỵ Endorofu và lạc mật trinh Rakuro, cùng vô số những tên lính thuộc hạ khác. Khi nhận thấy nguy hiểm ngày một rình rập, Todin cùng các Yudenryu đã quyết định chọn ra 5 chiến binh dũng cảm để ngăn chặn thế lực của Debot, bao gồm Kiryu King Daigo Kiryu Red, Ian Jocklan Kiryu Black, Udo Nobuharu Kiryu Blue, Ripukan Soji Kiryu Green và Yuzuki Ami Kiryu Pink. Họ đã trở thành các chiến binh Kiryu Jar và cùng các Yudenryu chiến đấu chống lại quân đoàn Debot. Sau này, Kiryu Jar còn có sự gia nhập của Utsushi Mimaru Kiryu Gold cùng các Spirit Ranger và các Sessi khác. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi và tìm hiểu sâu hơn về từng thành viên trong quân đội Debot này nhé. Trước tên là tên chỉ huy Dark Species Debot. Trong hình dạng tiền sử của mình, Debot là một con quái thú không có trí óc và chỉ được điều khiển bởi bản năng tiêu diệt. Thậm chí, hắn còn từng giết cả một tên quái vật đồng loại chỉ trong một bữa ăn. Sau này, khi tiến hóa trở thành hình dạng hoàn chỉnh, Debot đã trở nên thông minh và độc ác hơn nữa. Mục tiêu chung của hắn vẫn là thu thập các kiến thức về những chủng tộc sinh vật khác nhằm tăng sức mạnh của hắn và sau đó là gây ra sự tuyệt chủng cho chính chủng tộc đó. Nhóm tiếp theo trong đội quân Debot là các vị tướng lĩnh. Vị tướng thứ nhất là Bách Diện Thần Quan Cao Sư, hắn là chỉ huy thứ hai của quân đội Debot và là một trong những nhân vật phản diện chính trong cả series. Cao Sư khôn ngoan, độc ác và là một kẻ trung thành tuyệt đối với quân đoàn Debot. Bản thân hắn luôn chứa đựng một mối hận thù tột đỉnh với Torin vì đã phản bội Debot. Hơn hết chính là vì lý do Torin còn là kẻ đã gây ra một vết thương không thể chữa lành trên vai của hắn. Mặc dù vậy, Cao Sư luôn thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với những tên tướng dưới trướng của mình. Điển hình như chúng ta có thể thấy, Cao Sư đã đảm bảo với Dogorido rằng hắn có thể cung cấp một lượng hiệp siêu mạnh Canburima vô tận cho Dogorido để sử dụng làm vật chủ. Cao Sư cũng đã từng cảm thấy hối tiếc vì đã ra lệnh tiêu diệt hai vị tướng rất trung thành của mình, đó là Kiandedida và Rakuro sau khi họ rời khỏi quân đội. Nhưng hắn lại coi đó là điều cần thiết phải làm bởi vì họ đã nối bước theo con đường mà tên phản bội Torin đã lựa chọn. Chung quy lại, sự tận tâm của Cao Sư đối với Debot kèm theo sứ mệnh của hắn lớn đến mức hắn có tự cho phép mình bị hủy diệt cơ thể để có thể xuống địa ngục Debot nhằm bảo vệ nó. Vị tướng thứ hai là Ma Kiếm Thần Quan Torin, người từng là cựu thành viên của quân đội Debot. Sau khi phản bội quân đội, ông đã cùng các Yudenryu tuyển mộ và tập hợp được một đội nhóm chiến binh Kyuubi. Torin còn đã trở thành người cố vấn cho họ. Sau này, ông còn là một phần không thể thiếu trong chiến đội với danh hiệu là Kyuubi Silver. Tuy nhiên, vì Torin từng là một đặc vụ của quân đội Debot, nên ông hoàn toàn có thể bị bóng tối trong trái tim làm lay chuyển tâm thức thông qua một bài hát do Kiandedida thể hiện. Thứ giai điệu này sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tế bào Debot trong con người của Torin.
trong đội nhóm Killdozer nhận thấy Shoji là người có nền tảng kiếm thuật tốt. Torin còn đã truyền thụ cho Shoji một chiêu thức đặc biệt cùng với thanh kiếm Feijai của mình, những thứ mà ông đã sử dụng trong nhiều thế kỷ. Vị tướng thứ ba là nội chiến kỵ Dogorido. Thực chất, hắn là một chiếc áo giáp theo chủ đề sư tử và có trí giác. Dogorido được tạo ra trong cuộc tấn công của Đế Bốt tới Nhật Bản ở kỷ nguyên Sengoku. Nhiệm vụ chính của hắn là chiếm hữu cơ thể và ý thức của chiến binh Utsushi Mimaru và kiểm soát một Jurenryu quyền năng là Pterygodon. Câu cửa miệng mà Dogorido thường hay sử dụng đó là thật bực bội. Là một kẻ có tính cách rất tương đồng với danh hiệu của mình, Dogorido rất nóng tính và rất dễ tức giận, đôi khi lại khá danh ma và thù dai. Thực ra, không phải lúc nào Dogorido cũng thể hiện sự tôn trọng của mình đối với những kẻ có chung chiến tuyến, nhưng hắn ta cũng đã từng thể hiện sự biết ơn khi được hai tên Kiaridida và Agaron ngăn cản tên Erodofu làm hại hắn. Mặc dù Dogorido chỉ đơn thuần là một bộ giáp, nhưng hắn luôn có niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ. Vị tướng thứ tư là hỉ chiến kỵ Kenderida. Cô ấy là một hiệp sĩ may mắn, vui vẻ, hoạt bát và luôn là người khích lệ tinh thần cho các tên đồng minh với mình. Kenderida có vẻ không thích những thứ bạo lực vô nghĩa, đôi lúc cô hơi vô dụng và rất ngỗ ngược, nhưng lại luôn giữ cho mình một thái độ lạc quan, vui vẻ và cô ấy thích làm cho mọi người xung quanh được hạnh phúc. Như đã thấy, khi Andorofu chuẩn bị bóp nát mặt của Dogorido, cô ấy đã thể hiện một sự hung hăng bằng cách giữ vũ khí của mình vào cổ họng của anh ta và nói rằng đấu đá đôi bộ là một điều không tốt. Hay sau khi nhìn thấy Agaron hy sinh, Kenderida đã thực sự tỏ ra buồn bã và đau khổ. Cho đến thời điểm sau này, sau khi rời bỏ quân đội Đế Bốt, Kenderida đã trở nên tận tâm hơn để làm cho con người trái đất trở nên mỉm cười bằng cách giúp đỡ họ. Và hơn hết, cô còn là người duy nhất thấy những trò đùa của Nobuharu là hài hước. Vị tướng thứ năm là ai chiến kỵ Agaron, là một kẻ rất hay khóc nhè nhưng luôn có những chiến thuật nham hiểm và chiến đấu bằng rìu. Agaron là kẻ đầu tiên trong số các tướng lĩnh của quân đội Đế Bốt được triệu tập. Đôi lúc hắn lại thường hay bi quan và có một niềm đam mê bất tận với những món đồ trang sức và vàng. Trong quá khứ, Agaron đã giết một người đàn ông có tên là Siro nhằm chiếm đoạt lấy một viên đá quý mà anh ta sở hữu, hay cũng chính là anh trai của Ian Jockland, Kyuriel Black. Thời điểm sau này, sau khi bị tiêu diệt và được hồi sinh trở lại bởi phép thuật của tên cao sư, Agaron thỉnh thoảng có những cơn cuồng loạn và thần kinh ngắn. Cho đến cuối cùng, thì Agaron cũng đã thực sự nảy sinh tình cảm với Kenderida. Thậm chí, hắn còn sẵn sàng đỡ một đòn tấn công chí mạng thay cho cô. Ngoài ra, còn có một tên tay sai của hỉ chiến kỵ Kenderida, đó là lạc mật trinh Dakuro. Cô ta hoạt động như một điều phiên cho quân đoàn Đế Bốt. Dakuro là một kẻ có tính cách vui vẻ nhưng lại khá ngốc nghếch. Cô ta là người tạo ra ít quái vật nhất so với các tên đồng nghiệp của mình, nhưng lại chịu trách nhiệm cho việc khiến các Đế Bốt Monster hóa khổng lồ sau khi chúng bị tiêu diệt hình dạng nhỏ bằng cách sử dụng nước phục hồi. Dakuro có sở thích đọc truyện manga và là một tín đồ cuồng nhiệt. Đôi khi cô thường có xu hướng trở nên mất tập trung trong các nhiệm vụ. Cho đến thời điểm sau này, sau khi quân đoàn Đế Bốt bị đánh bại, cô cùng Kenderida đã cải tà quy chính và muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Vị tướng thứ bảy là oán chiến kỵ Andorofu, ác độc, kiêu ngạo, tàn bạo, ẩn thù và tàn nhẫn là những mô tả chính xác nhất về hắn. Cũng giống như những kẻ đồng minh với mình, Andorofu được tạo ra bởi cao sư nhưng dành cho những mục đích to lớn và mạnh mẽ hơn. Andorofu thường hay nói câu cửa miệng là đầu tôi đau quá. Hắn ta có vẻ hòa thuận với Kenderida và Agaron, nhưng lại tỏ ra rất khinh thường với Dogorido, người mà hắn gọi là áo giáp. Andorofu thường có xu hướng quá khích trong một cuộc giao tranh, bất kể đồng đội của hắn ta có cản đường hay không. Điển hình như trong cuộc chiến ở hình dạng to lớn của mình với đội nhóm Killdozer, Andorofu đã cố tình gây thương tích lên bản thân trên vũ khí của họ. Mục đích chính cũng là nhằm để hắn ta có thể dễ oán giận các Killdozer hơn nữa. Vị tướng thứ 8 là hiệp sĩ hung dữ Deathdozer, hay còn được gọi là Di. Tên này thì là một trong những hiệp sĩ đầu tiên của quân đội Đế Bốt. Di là một tên quái vật đã tàn phá trái đất cổ đại. Hắn đã từng chiến đấu chống lại Torin và các Jurenryu trong quá khứ. Thậm chí, hắn còn ép buộc quyền cầm sát của một Jurenryu rất hùng mạnh, đó chính là Toba Subino, nhằm cho mục đích quét sạch những loài khủng long khác. Vị tướng thứ 9 là quỷ kiếm linh mục Matorin. Hắn là một phiên bản sâu xa của Torin được tạo ra bởi cao sư. Hình dạng của Matorin được mô phỏng theo hình dạng thật của Torin trong quá khứ, khi anh ta vẫn còn là một phần của quân đội Đế Bốt. Matorin sở hữu một tính cách đối lập với tất cả những gì mà Torin đang có. Hắn coi phiên bản Torin gốc là một kẻ thất bại và buộc phải bị tiêu diệt. Vị tướng thứ 10 là hỉ chiến kỵ Kiryu Borero, là một vị tướng mới trong quân đội Đế Bốt thay thế cho vị trí của Kenderida khi cô ta rời khỏi quân đội. Sở trường của hắn ta là sử dụng chiếc kèn Aparapa và có tác dụng như một khẩu súng. Nhờ đó, hắn có thể sử dụng các đòn tấn công dựa trên âm thanh. Vị tướng thứ 11 là ai chiến kỵ Isurundo. Tên này cũng là một tên tướng mới trong quân đội Đế Bốt thay thế cho vị trí của Agaron khi anh ta rời khỏi quân đội. Trong lần đầu tiên xuất hiện, Isurundo đã thể hiện mình trong một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Hắn và tên Kiryu Borero luôn làm việc cùng nhau. Chúng bắt cóc mọi người vì niềm vui và nỗi buồn của họ. Trong trận chiến, hắn thường sử dụng một tờ bản nhạc cùng một chiếc gậy ba tần cho các cuộc tấn công dựa trên âm thanh. Vị tướng thứ 12 là Hồng Liên Thần Quan Saramazu, một vị tướng mới trong quân đội Đế Bốt, xuất hiện lần đầu và cũng là duy nhất trong tập phim đặc biệt giữa hai đội nhóm là Tokyojar và Killdozer. Mục tiêu của hắn là một liên minh với tổ chức Dark Shadow để nhằm hồi sinh cho đấng sáng tạo Devious. Trong tương lai ở 100 năm sau, còn có sự xuất hiện của 4 vị tướng mới, bao gồm vị tướng thứ 13 là hồi chiến kỵ Asireban. Hắn là tên nhân vật phản diện chính của đội nhóm Killdozer trong tương lai. Asireban là một kẻ độc ác thuần túy và là thủ lĩnh mới của quân đội Đế Bốt. Ban đầu, hắn đóng vai trò như một người nhút nhát và ngoan cố, người tuyệt đối tuân theo cấp trên của mình và quá hèn nhát.
Tuy nhiên không lâu sau, Azkaban đã lộ rõ bản chất thật của mình, còn là một kẻ rất dễ phản bội. Vị tướng thứ 14 là vạn diện thần quan Cao Sư, hắn là chỉ huy của quân đoàn Đế Bốt hồi sinh và là hình dạng tái sinh của bách diện thần quan Cao Sư. Vị tướng thứ 15 là than chiến kỵ Sunerudo, tên này là hình dạng tái sinh của nội chiến kỵ Dogorudo. Sunerudo lại hay nói rằng Uppi là kẻ thù không đội trời chung của anh ta và không rõ lý do tại sao. Vị tướng thứ 16 là gan chiến kỵ Hoshigaron, tên này là hình dạng tái sinh của á chiến kỵ Agaron. Hoshigaron là một kẻ rất dễ bỏ cuộc và không có lòng tin vào quân đội Đế Bốt mới. Nhóm thứ hai là những tên lính Đế Bốt Monster, chúng là những tên lính quái vật được tạo ra bởi một trong ba thần tượng ở hang ổ của quân đội Đế Bốt, tương ứng với những thứ sức mạnh và cảm xúc của các hiệp sĩ đã có phần tạo ra chúng. Sau đó, các Đế Bốt Monster này sẽ được cử đi chiến đấu và thu thập những thứ năng lượng hoặc cảm xúc liên quan hiệp sĩ mà hắn đã lựa chọn. Dưới chương cuối cùng là nhóm thứ ba, đây là nhóm những tên binh lính tay sai, bao gồm lính cầu nhào Zodima. Chúng là những con quái vật cấp thấp và được tạo ra từ các tế bào của Đế Bốt nằm rải rác trên khắp thế giới. Khi xuất hiện, chúng thường có xu hướng lắc lư cơ thể và phát ra những thứ âm thanh kỳ lạ. Các binh lính Zorima cơ bản sẽ được trang bị những loại súng năng lượng có gắn lưỡi dao cưa. Trong một số trường hợp, các binh lính Zorima còn có thể tự tụ tập lại với nhau để hợp nhất thành hình dạng của những sinh vật quái dị mang kích thước to lớn và được gọi là các Zorima khổng lồ nhằm để chiến đấu với các Yurenryu. Thứ hai là những tên lính ưu tú Kanburima. Chúng còn được coi là những hiệp sĩ hộ mệnh và mạnh hơn các binh lính Zorima thông thường gấp 100 lần. Kanburima được tạo ra khi tên tướng Cao Sư kích hoạt cả ba thần tượng, thu thập năng lượng và cảm xúc trong chính lâu đài băng giá. Ngoài ra, tất cả các thủ lĩnh hiệp sĩ hay điệp viên trong quân đội Đế Bốt thực chất là đều được lấy cảm hứng từ những nhân vật mà có trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thiếu nhi của nước Mỹ và có tên gọi là Phù thủy sứ Âu Dì do tác giả L. Frank Baum viết. Vậy là trên đây, mình đã giới thiệu xong về thế lực phản diện của series Gyuden Sentai Kyuryuger rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.